dâu đã nóng rồi đây, đã đầy đủ dầu rồi, bây giờ chỉ cần cho cá vào mình chiên là nó giòn liền luôn đó anh chị. Đúng rồi, đó. Bây giờ những cái món chiên xù như thế này thì mình phải để cho dầu sôi thiệt là sôi, chiên ngập dầu vào bên trong. Đúng để luôn. Mà mình có những cái món cá chiên xù cái này mà ăn với lại rau sống và nước mắm nha. Trời, mắm nước mắm luôn. Ui. Trời ơi, đó. Đó, đây là một trong những cái điều mà em vừa thích món chiên nhưng mà em rất là lo ngại mọi người ơi. Như tại Nguyễn, vì nó tránh quá ra, chăng. Tránh ra. Không, ra, nó em đã có. Em có cái này đây. Khó nhất là biết sao không? Bây giờ chưa là chở nó, được nữa. Bây giờ nếu mà chở là cả một vấn đề nha mọi người nha. Nè, bởi vì sao nó sẽ văng phỏng nè, mọi người nhìn thấy cái tấm giấy không mà. Ôi. Và nó sẽ văng ra cả cái phần bàn ăn của mình hay là chính cả bàn bếp của xác. Mình luôn. Và mỗi lần mà mình muốn chở cái con cá này thì thôi xin phép cho Minh Trí và Như Nguyễn kết thúc ngay cái món chiên ngày hôm nay. Đúng. Không thể giải quyết được cái tình trạng đó chính là mùi hôi thì khó chịu ở trên quần áo rồi cả đầu tóc, dắt về phải gọi đầu á. Nó văng đầy luôn á, mà mọi người có thể là nhìn nha, nhìn từ trên xuống và nhìn cả trên tấm giấy của Như Nguyễn, tức là hồi nãy Như Nguyễn đã né rất là nhiều rồi. Đúng dầu rồi. Văng bắn ở khắp nơi luôn. Và đây nè, đó, đây là cái điều mà nhà ta thường có đúng không, sẽ có một cái giống như là một cái tấm nhôm để mình chắn lại, tránh cái việc là dầu văng bắn vào cái thành bếp, nó vừa dơ khó vệ sinh chùi rửa, nó dơ luôn cả mặt bàn bếp luôn và nó văng người chúng ta đó, nguy hiểm. Mà mỗi lần mà muốn chở cá nguyên con cho thiệt là ngon thì sao đó, thì mình cần phải là chở mà rất là lo ngại cái chuyện văng bắn đó em thấy nè, và nó sẽ bị bể vỡ ra như đúng thế này rồi. Không còn cái độ thẩm mỹ nữa, nhưng mà chúng ta không cưỡng lại được những cái món chiên nướng rất là ngon, người lớn cũng thích, con nít cũng thích, ai cũng thích. Trong bữa tiệc thì có những cái món chiên và những cái món nướng khác nhau. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta sẽ cảm thấy rằng nếu như gia đình của mình đang lo lắng những vấn đề ăn những cái đồ chiên béo nhiều quá, dầu mỡ nhiều quá, dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều quá, đau dạ dày nè, đầy hơi, tiêu chảy, tăng cân béo phì, một đúng cái tình trạng rất là lo sợ, rồi bị nổi mụn nè, hay là có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, và đặc biệt là đối với những người lớn tuổi như Nguyễn ha, như là ông bà bố mẹ của chúng ta. Vậy thì làm sao để chúng ta tránh được những cái tình trạng này? Nhưng mà nhà của mình thì không thể nào mà chúng tôi kêu các bạn là hãy ngưng ăn đồ chiên nướng được. Đúng rồi. Bởi vì đó là một trong những cái món chiên nướng làm cho cái khẩu phần ăn hàng ngày của mình trở nên phong phú hơn. Chỉ là mình đang lo lắng về cái vấn đề tăng cân, mình lo lắng nổi mụn, mình lo lắng là bị béo phì, hay là ảnh hưởng đến hệ tim mạch của những người lớn tuổi, cholesterol quá cao. Hãy di chuyển ngay vào một không gian mới ngày hôm nay với một cái chương trình mua sắm rất là hấp dẫn nhưng mà rất là an toàn cho sức khỏe của cả nhà của mình. Khi mà chúng ta mang về nhà chọn một cái combo ngày hôm nay, mọi người có thể nhìn thấy khi mà đặt hàng chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm hết sức là tuyệt vời mọi người nha. Chọn một bộ sản phẩm từ thương hiệu Magic luôn quý vị nha, bộ sản phẩm vì sức khỏe của chúng ta đó chính là một chiếc nồi chiên không dầu, và bên cạnh đó còn có thêm là một cái nồi hấp cho mình nè. Đúng và rồi. Có thêm quà tặng nữa là hộp hâm cơm điện nữa đó quý vị ơi. Hộp hâm cơm này tiện lắm nha, và đó sẽ là quà tặng theo chân quý vị về nhà dành cho bộ sản phẩm vì sức khỏe đến từ thương hiệu Magic này đây. Và đến với thương hiệu Magic ngày hôm nay thì quý vị các bạn sẽ có một cơ hội mua sắm rất là hấp dẫn, và mức giá ngày hôm nay chỉ trong 30 phút phát sóng bán hàng thôi, mức giá chỉ là 1.699.000 đồng, có ngay một nồi chiên nướng không dùng dầu mỡ, hạn chế dùng dầu mỡ, và dung tích lại rất là lớn như Nguyễn ha. Bởi vì một trong những cái tiêu chí mà khi quý vị và các bạn đi mua những dòng sản phẩm nồi chiên nướng không dùng dầu, nó có 3 tiêu chí như sau. Đầu tiên đó chính là thương hiệu. Đúng. Thì hôm nay với cái thương hiệu Magic mọi người đã cảm thấy rất là quen thuộc rồi, đã phát sóng rất là nhiều lần rồi. Cái thứ hai nữa là dung tích của dòng sản phẩm này. Mọi người có thể quan tâm về dung tích thì đây là một trong những cái chiếc nồi chiên nướng mà dung tích lớn nhất. Chính xác. Đó là dung tích 6 lít mọi người nha. Đây, dung đây, tích đây. 6 lít để mà giúp cho mọi người có thể là chiên nướng cả một khối lượng thực phẩm rất là lớn. Và cái tiêu chí thứ ba đó chính là cái phần công suất. Công suất của chiếc nồi này là 1800W, công suất rất là hiệu quả. Chúng ta chiên hay nướng, khi mà mình chiên ngập dầu với kiểu truyền thống thì phải dầu sôi rất là nhiều. Chính xác. Thì với cái công suất này sẽ giúp cho những cái món ăn của chúng ta chín từ cả cái phần da bên ngoài cho cả cái phần thịt ở bên trong mọi người nha. Đó, mọi người thấy không, một cái chiếc nồi chiên không dầu nó tiện như vậy nè, chắc chắn là nhà nào cũng biết, nhà nào cũng sử dụng rồi. Nhưng mà dung tích lớn nha quý vị, dung đúng tích rồi. 6 lít là dung tích mà từ trước tới giờ tại VTV Hyundai tính tới thời điểm này là nhiều người rất là mong muốn để sở hữu với dung tích này. Bởi vì sao? Nấu được nhiều nè,
nè. Mà bên cạnh đó sẽ còn có thể là nấu nhanh hơn nữa bởi vì công suất mạnh mẽ. Và một lần nữa chúng tôi muốn là chứng minh cho quý vị về dung tích lớn của nó, 6 lít quý vị ạ. Hãy cùng xem với Như Nguyễn và Minh Trí. Ở đây chúng tôi có những chiếc chai mà chúng ta cũng quen rồi. Đây là những cái chiếc chai mà 1 lít rưỡi đúng không ạ? 1 lít rưỡi mà 4 chai như thế này, và tất cả nước trong chai thì đã được Nguyễn và Trí đổ vào trong cái phần lòng nồi của chúng ta. Chúng ta có thể thấy là 6 lít luôn quý vị nha, đặt trọn vẹn trong cái phần lòng nồi này đây đó. Đó quý vị thấy không? Đó. Đó, tất cả nước là chúng tôi đã đổ vào đây hết trơn rồi, để mà chúng ta chứng minh được là dung tích lòng nồi này lên đến 6 lít. Trước đây nhà quý vị có nồi chiên không khí có không ạ? Có chứ, có, nhưng mà có 4 lít, 4 lít rưỡi, 5 lít, 5 lít rưỡi, còn đây là 6 lít. Và đặc biệt là nếu mà nhà của mình chuẩn bị có những cái bữa tiệc, nhà của mình đang quay quần và hạn chế đi ra bên ngoài để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà, thì chúng ta hãy nên mua cái nồi này mọi người nha. Nồi chiên không dầu của thương hiệu Magic, và hai màu đen với màu đỏ nè, rất là sang trọng và phù hợp cho mọi không gian bếp gia đình của quý vị luôn. Công suất là 1800W và chỉ có 2 nút vặn về thời gian và nhiệt độ. Đúng thì rồi. Chúng ta sẽ dễ dàng điều khiển. Ví dụ như là ở bên phía của Trí thì đang có một cái nồi màu đen rất là sang. Đúng rồi. Viền cũng rất là sáng bóng như thế này, và 2 nút vặn thì cực kỳ là dễ dàng mình sử dụng luôn như Nguyễn ha. Chính xác. Mình có thể là điều chỉnh được nhiệt độ nè và thời gian quý vị nha. Đó, nhiệt độ thì có thể là mình có thể điều chỉnh rất là cao lên tới 200 độ C. Còn nhiệt thời gian thì mình có thể là chỉnh lên tới là 30 phút luôn quý vị. Và như vậy thì mình chỉ cần là để món ăn bên trong và chờ nó chín thôi. Trên này thì có đèn báo hiệu đàng hoàng để mình có thể là dễ dàng theo dõi. Mà kiểu dáng thì nó mới mẻ và nó sang trọng nữa quý vị. Đúng quý rồi. Vị thấy không? Nếu như nhà nào mà không thích đen hay trắng có thể chọn ngay màu đỏ. Cực kỳ sang, như Nguyễn ấn tượng với màu này rất nhiều luôn á. Mà mọi người thấy là bây giờ thí dụ như Minh Trí và Như Nguyễn im lặng nha, không có tiếng ồn nhiều, êm quá ha, hoạt động rất là êm ái. Chính cho xác. Nên là mình cũng cảm thấy rất là thích so với những cái máy hoạt động trong bếp của mình, ví dụ đúng như rồi. Là lò vi sóng hay là cái âm thanh nó rất là lớn á, thì mình cũng cảm thấy là không có thích lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có ngay một cái nồi chiên nướng không dùng dầu mỡ, mọi người có thể hình dung được là với cái nút vặn về thời gian như thế này là chúng ta có thể là điều chỉnh phù hợp với lại cái món ăn ở bên trong. Mà chúng ta cùng quan sát là món gì đây mọi người nha. Mở ra đây chính là những chú cá chiên mà Như Nguyễn và Minh Trí nãy giờ không có cần phải trở nè. Chú cá chiên à? Chú cá chiên. Dễ thương mà. Đó, mà mọi người thấy không? Không có phải canh trở nhiều, mà bên cạnh nó không có văng bắn gì hết, mà cái vỏ của nó tạo cho chúng ta cái cảm giác cái đầu tiên cá, đúng là không? Nó giòn. Và tiếp theo, đó, mọi người phải mọi nghe người cái ơi. Âm thanh. Mọi người nghe âm thanh không? Đó. Âm thanh của cái tiếng giòn rụm từ cái phần da cá quý vị ạ. À. Đó, và bên đang cạnh rất đó. Rất là nóng nha mọi người nha, mà chị xin hấp dẫn quá. Nè. Rất là nóng, rất là nóng, rất là nóng. Đây mọi người thấy không ạ? Trời ơi. Đã chín cả phần da ở bên ngoài và cả chín cả phần thịt ở bên trong. Nhưng mà mọi người thấy không? Dầu nó không có nhiễu. Chính xác. Nó nhiễu tọn giống như là mình chiên ngập dầu á, rất là ngán. Nhưng mà ở đây nè, chỉ áo một cái lớp dầu ướp sơ một lớp dầu bên ngoài thôi. Đúng sau rồi. Đó là mình cho vào bên trong cái khoang nồi như thế này, dung tích là 6 lít. Cái nồi 6 lít này nấu được nhiều lắm, tức không chỉ là chiên cá đâu, mình nướng cũng được luôn, mình làm cả những cái món khác luôn. Ví dụ nha, bây giờ nè chúng ta có thể là làm những cái món ví dụ như là về thịt đi, mở ra quý vị thấy không, nó rất là nặng luôn quý vị ơi, bởi vì trong này là cả một tảng thịt to luôn đó quý vị. Mình có thể là làm cả một cái mảng sườn như vậy được luôn nè anh Trí. Đúng đó rồi. Mà nó sẽ chín đều cái phần bên trong luôn cho mọi người cùng xem nha. Mọi người thấy là cái vỏ cái quá. Phần da bên ngoài nó đã thấm và chín rất là đều, nhưng mà cái phần thịt ở bên trong nó mềm và nó có một cái độ ẩm nhất định. Để mình chỉ có thể là cắt ra thử nha Như Nguyễn nha. Mình phải thử mình mới biết được thưởng nó ngon ngay, như thế nào nữa mọi luôn. Người nha. Đúng rồi. Cho em mượn nè. Bây giờ nè. Thơm quá. Có một cái điều nữa mà ở nồi chiên không dầu này rất là tiện là chi. Mọi người có thể là đẩy cái phần nút này tới nè để mà mở cái phần tay cầm lên mọi người ạ. Để mà chúng ta thấy được là có cái lượng dầu mỡ nó đã ở bên trong rồi. Đây. Hơi nặng nha mọi người nha. Đó, quý vị thấy không? Trời ơi, coi nè, coi nè. Đó nè. Đó. Ôi coi nè mọi người xem nha. Đó, rất là nhiều cái lượng dầu mỡ đã được tách ra rồi. Đúng như rồi. Vậy thì với nồi chiên không dầu á là chúng ta có thể á, là mình yên tâm là mình tách bớt cái lượng dầu mỡ dung nạp vào trong cơ thể của mình rồi đó quý vị. Mà bình thường á nha, mà muốn mua cái nồi chiên không dầu mà tầm phải 6 lít như thế này thì tầm bao nhiêu tiền à? Phải 1.800.000, 1.900.000. Nhưng gần không 2 triệu đồng. Đúng á. Rồi. Hôm nay quý vị chỉ có 1.699.000, nhưng không chỉ là nồi chiên không dầu mà còn có thêm là nồi hấp của Magic nữa đó quý vị. Nồi hấp của Magic thì mọi người phải cực kỳ là thích luôn, bởi vì Minh Trí đã sử dụng cái nồi này 2 năm nay rồi. Nếu như mà một ngày nào đó mà mình quá ngán chiên nướng á, mình sẽ mua những cái rau củ quả hải sản mình cho vào mình hấp luôn. Đúng. Mà không có phải là luộc nước lên đâu nha mọi người nha. Bởi vì đây là từng phờ, từng cái tầng khác nhau và cái nhựa nó trong suốt nè. Và nhựa nó cũng rất là an toàn. Ví dụ như là ở trên mọi người có thể nhìn thấy là Trí mở nắp. Đó là cái phần rau củ quả.
mình hấp cái phần rau củ quả, nhưng mà ở bên dưới mình sẽ hấp được cả một con cả gà một con luôn gà nha luôn. Mọi người nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, như vậy là dung tích rất là lớn luôn đó nha. Để mà chúng ta có thể là cùng một lúc làm nhiều món hấp từ rau củ cho tới là những cái món mà thịt gà như thế này đây. Đúng rồi. Gà hấp lá chanh xé ra chấm muối tiêu nữa thì còn gì bằng, đúng không? Rất thơm luôn mọi người ơi. Đã có món chiên, có món nướng thì bây giờ không thể nào thiếu món hấp. Chính xác. Rồi hấp luôn cả cái phần rau củ này nữa. Đúng luôn. Thì rất là tuyệt vời. Chính còn xác. Hôm nay chưa dừng lại, chúng ta có thêm quà tặng nữa mọi người nha. Giá được giảm mà có thêm quà trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là một cái hộp hâm cơm tiện dụng bé bé xinh xinh để mà mình đi làm nè. Ở trên này có một cái muỗng, một cái ngăn riêng như thế này để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Rồi mọi người có thể nhìn thấy là bốn cái nắp cài rất là chắc chắn và rất là kín hơi ở bên trong, và mình có thể là ghim điện để mà mình hâm những cái món ăn ở cơ quan làm việc của mình mọi người nha. Ngay cả món khô như thế này, hay là cả có một cái khay để riêng như thế này để mình có thể đựng cái phần canh hay là phần súp, rất là tiện lợi luôn. Như vậy thì mọi người thấy không mà, nếu như mà chúng ta đi làm ở văn phòng làm việc nè, chúng ta có một cái bữa trưa thì chúng ta cũng nên mang theo đồ ăn như thế này để mà mình có thể là ăn ngay tại cơ quan làm việc, ăn ngay tại văn phòng của mình luôn. Rất là tiện lợi với cái hộp hâm cơm tiện dụng rất là xinh và rất là hiệu quả như thế này mọi người. Đúng nha. Đúng rồi đó, tiện ơi là tiện. Nếu như mà anh Trí thích cái nồi hấp thì em rất là thích cái hộp hâm cơm này nha. Tại vì nó tiện, đem cơm theo không bị nguội, hâm nóng mình ăn được liền trong cái buổi trưa, thiệt là ngon với những món đúng mà rồi. Mình đã chuẩn bị từ chiếc nồi chiên, từ chiếc nồi hấp này đây. Mà mọi người ơi, chọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay theo mọi người là bao nhiêu tiền ạ? Chỉ có 1.699.000 đồng mà thôi nha. Xin nhắc lại là chương trình bán hàng đặc biệt này cho quý vị sức khỏe vàng tràn ưu đãi, giá chỉ có trong 30 phút phát sóng thôi thì mới có giá là 1.699.000 cho chọn một bộ sản phẩm vì sức khỏe của thương hiệu Magic Day. Chúng ta có nồi chiên không dầu dung tích tới 6 lít, còn có thêm một nồi hấp dung tích 5 lít nữa, và tặng luôn cho quý vị một hộp hâm cơm nữa đó quý vị nha. Nhưng mà quà tặng với mức giá này chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình trên kênh mua sắm từ đường Hyundai Home Shopping thôi. Ngay bây giờ là thời điểm để đặt hàng bằng cách là quý vị gọi điện qua số tổng đài đã hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn mọi người nha. Thương hiệu Magic là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc và nổi tiếng với nhiều người tiêu dùng và đặc biệt là khách hàng của VTV Hyundai, đặc biệt là chiếc nồi hấp như thế này. Nồi hấp Magic 2 tầng, chất liệu nhựa an toàn, trong suốt, hấp gà, hấp cá, hấp hải sản nè, hấp rau củ quả nè, chỉ cần vặn lúc vặn nhiệt độ thôi, hay là hấp bí với những cái món nhân thịt ở bên trong hay nhân hải sản bên trong, rất là tuyệt vời như Nguyễn. Wow, ngon quá luôn, cả một cái bí mà đặt được bên trong cái nồi hấp này quý vị, mà tới 2 tầng luôn quý vị, cho nên là tha hồ hấp nhiều món khác nhau quý vị nha. Làm bánh cũng được, ủ sữa chua cũng được luôn, vô cùng hấp dẫn. Và chương trình bán hàng đặc biệt này mang tới cho quý vị thương hiệu gia dụng vì sức khỏe Magic kết hợp cùng VTV Hyundai nữa, mang đến sức khỏe vàng cho chúng ta. Vì sao ạ? Vì có thể giảm thiểu tối đa lượng dầu mỡ cholesterol, giảm nguy cơ gây bệnh béo phì, tim mạch và giữ nguyên được dưỡng chất tốt cho sức khỏe, điều mà các bà nội trợ luôn cần thiết cho gia đình của mình đúng không ạ? Bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình luôn, mà hôm nay mua sắm còn được tràn ưu đãi nữa quý vị nha. Giá siêu ưu đãi chỉ có trong chương trình Quốc Khánh rộn ràng, chúng tôi giảm thêm 50.000 đồng cho quý vị, giá hôm nay chỉ có 1.649.000 đồng mà thôi. Cơ hội có hạn đừng bỏ lỡ, còn có thêm quà tặng là một hộp hầm cơm điện quý vị nha. Nồi chiên không dầu Magic đã quá quen thuộc rồi, nhưng nay đã mang tới dung tích lớn hơn 6 lít quý vị ạ. Chiên nướng thực phẩm bằng công nghệ đốt nóng trên không Rabbit Air, không dùng nhiều dầu mỡ, không văng bắn dầu mỡ, không cần phải là mất thời gian canh trở, không bám mùi vào quần áo hay nhà cửa, cũng không tốn công sức dọn dẹp chà rửa không gian bếp của mình nữa. Dung tích cực lớn, thỏa sức sáng tạo nhiều món ăn khác nhau. Người, như vậy là trong bữa cơm gia đình của mình sẽ có nhiều món ăn hấp dẫn làm phong phú cho bữa tiệc gia đình của mình. Đặc biệt là có nồi hấp thực phẩm 2 tầng của thương hiệu Magic, hâm nè, hấp thực phẩm một cách nhanh chóng, giữ trọn chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến và thực hiện được nhiều món ăn cùng một lúc. Hãy nhanh tay để bắt kịp xu hướng ăn vì sức khỏe mọi người nha.
một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất nhanh và đang có rất là nhiều cuộc gọi đang gọi vào số tổng đài của chúng tôi. Không những là đặt hàng đâu mà có rất là nhiều quý vị khách hàng đã chia sẻ những cái lo lắng khi mà chúng ta đang quá nhiều dầu mỡ thực phẩm, những cái món ngập dầu chẳng hạn, thì có những cái tình trạng ví dụ như là làm đầy hơi nè, đau dạ dày và đặc biệt là tiêu chảy nếu như chúng ta sử dụng dầu ăn cũ nha mọi người. Rồi, và rồi, có thể là dẫn đến tăng cân là béo phì là chuyện hiển nhiên. Đúng. Còn ngoài ra là gây mụn trứng cá nè, gây ra viêm da trên mụn của mình nữa, trên bề mặt của mình nữa, rồi có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ dành cho những người lớn tuổi vì cái hàm lượng cholesterol quá cao trong những cái món chiên nướng. Trẻ em thì béo phì, người lớn thì sợ bị tim hoặc là cholesterol quá cao, chúng ta cần phải tập luyện thể dục, ăn nhiều trái cây rau củ quả và đặc biệt là, nhưng mà tôi không có ngưng được cái sự thèm muốn những cái món chiên nướng, đặc biệt là các bé bên nhà của mình lúc nào cũng đòi ăn gà rán, ăn khoai tây chiên, chả giò chiên, cá viên chiên. Bây giờ mình có cách nào không Như Nguyễn ha? Bây giờ mình phải làm sao mà giảm bớt cái lượng dầu mỡ khi mà mình chiên xào mới được. Đúng thì rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải làm sao mà không có chiên ngập dầu, món ăn mình vẫn vàng, vẫn giòn, vẫn chín. Mà quý vị ơi, mình quan tâm tới cách chế biến để giữ được cái lượng dinh dưỡng tốt nhất cho thực phẩm của mình. Đúng thì rồi. Nồi chiên không dầu chính là một sự lựa chọn của rất nhiều những gia đình hiện nay, nó phổ biến lắm rồi quý vị ạ. Nhưng mà phổ biến rồi thì ngày càng có nhu cầu cao hơn, bởi vì để làm sao mà nấu được một lần cho cả gia đình chứ không phải chiên xong rồi ngồi chờ ăn rồi lại chiên nữa, quý vị mất thời gian quá. Thì ngày hôm nay với nồi chiên không dầu Magic này dung tích lên đến 6 lít quý vị nha, và có hai màu đỏ đen luôn cho mình có thể lựa chọn phù hợp với gia đình của mình luôn đó quý vị. Rất là nặng luôn đó anh. Chính công xác. Suất thì lên tới 1800W luôn đó quý vị. Mà dung tích 6 lít thì nó nặng là đúng rồi, đúng nhưng rồi. Mà nếu mà với những cái gia đình mà đông hơn 4 thành viên hay là nhà của mình thường xuyên có những cái bữa tiệc thì với những cái nồi 2 lít, 2,5 lít, 3 lít, 3,5 lít là không có đáp ứng được cái công suất nấu ăn. Đúng thì rồi. Mọi người đang tìm một cái nồi là lớn hơn. Dạ. Thì hôm nay VTV Now Shopping đã chọn lựa và cân nhắc rất là kỹ, đã tìm ra và gợi ý cho quý vị và các bạn, đó chính là đến từ thương hiệu Magic đã có mặt trên thị trường với cái dung tích lớn nhất là 6 lít như thế này. Mà thiết kế màu sắc Magic luôn luôn quan tâm với lại cái mẫu mã thiết kế làm sao cho nó sang trọng nè, nó phù hợp cho nhiều không gian bếp của gia đình quý vị. Và màu đen và màu đỏ là hai cái màu phải nói là hợp phong thủy lắm luôn á. Không gian bếp mà màu nào đi nữa chủ đạo thì để hai cái nồi nọ bên trong bảo đảm cũng rất là sang. Vừa sang nhưng mà phải an toàn và cũng như là dễ dàng sử dụng thì mọi người mới đã đón nhận và có thể là mua dòng sản phẩm này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quan sát là món ăn ở bên trong như thế nào mọi người nha. Đầu tiên nhìn vào bắt mắt là bởi cái thiết kế của nó đúng không? Đúng mà có rồi. Thêm hai nút điều chỉnh rất là dễ dàng để mình sử dụng. Ừ. Ở trên là mình điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ này là mình thoải mái nha, mình điều chỉnh từ là cả những cái nhiệt độ ban đầu cho tới cả nhiệt độ rất là cao luôn, là khoảng là 200 độ C luôn quý vị ạ. Đó, bây giờ mình có thể là điều chỉnh nhiệt độ được nè. Rồi bên cạnh đó mình còn có thể là điều chỉnh được thời gian luôn. Cho vào canh 15 phút, 20 phút, 30 phút, 60 phút, rảnh tay không làm gì hết, 30 phút tối đa luôn quý vị nha. Tha hồ mà mình có thể làm những công việc khác, mình chăm sóc gia đình. Và khi mà mình sẽ nghe một cái âm thanh rất là quen thuộc, đó chính là âm thanh của chiếc nồi này nè. Đó, tinh là đồ ăn đã chín. Hoặc là trong lúc mà cái nồi này hoạt động á, mình có thể mở ra mình xem, mình canh á thì nó tự động ngắt luôn. Và quý vị thấy không, Như Nguyễn có món thể làm được lại rất là nhiều ta. Thơm không? Rất là thơm, rất là thơm. Bây giờ mình sẽ mình sẽ thử cho mọi người. Chắc chắc là phải thử rồi. Nhìn em cái biết món anh Trí không bao dẫn. Giờ kìm lòng được trước những chính món chiên hết. Bây đó. Giờ mình đã bị mang tiếng là bị béo phì. À không béo phì, hơi mà bị đẩy đà hơi thôi. Hơi tăng cân nhẹ. Nhưng mà đã nói rồi mình không có cưỡng được cái sự là ham muốn những cái món chiên nướng. Hình như có bơ trong đây nữa. Em nghĩ là cái lúc mà anh thích đồ chiên quá thì anh chưa có khám phá được nồi chiên không dầu. Còn bây giờ là có một cái nồi chiên không dầu rồi, từ nay anh Trí có thể ăn đồ chiên mà không có lo ngại là nó tích khoai lang đúng không ạ? Khoai lang. Khoai lang nướng mật ong. Khoai lang nướng mật ong. Ngon không? Ngon quá. Thế anh nhai mẻ mắt thèm luôn á mọi người. Mọi người ơi, vừa có bơ vừa có mật ong á, khoai lang thơm bùi, ngon, da ở ngoài giòn nhưng ở bên trong rất mềm. Dạ, đó mọi người thấy không? Đó, đây là một món thôi nha. Hồi nãy là mình có thể là mình chiên cá nè, mình có thể là mình sẽ làm thêm những cái món khác như sườn heo. Còn với nồi này thì như thế nào? Đó, Như Nguyễn mở ra là nó sẽ tự ngắt điện ngay. Và nồi này là đố anh Chí có bao nhiêu con gà trong này? Ba con đúng không? Đúng rồi. Nó ngập tràn luôn nè, quý vị xem này đó. Một con, hai con, ba con. Gà nướng muối ớt. Không, mình chỉ phải thử. Xé. Mọi người ơi, xé. Gà nướng muối ớt là một món ăn mà rất là thích nha mọi người. Mình chỉ thích nhất đó. Mà mọi người có thể nhìn thấy là cái phần đùi nè hay là cái phần cánh nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra một cái mẫu đùi cho mọi người nha.
Thôi anh chắc cái đùi đi. Không, bây giờ chị sẽ cắt được cái phần đùi ra bên ngoài. Mọi người thấy là ở bên trong nè, thơm quá. Con gà vẫn chín nha. Và cái phần da bên ngoài rất là giòn nha mọi đúng người rồi nha. Rất là giòn và cái phần da nó rất là mềm, cũng như là nó không có bị khô. Bây giờ mình sẽ thử cái phần gia vị một cái mẫu cho mọi người xem nha. Mọi người nghĩ nha, làm mà gà nướng ướt ba con như vậy là mất bao lâu ạ? Trong khi như Nguyễn Châu một lúc ba con vào trong cái nồi chiên không dầu Magic này, mà chỉ cần là phết nguyên liệu rồi, ướp xong rồi để lên trên, và sau đó chúng ta thảy nắp nồi, chọn thời gian, chọn nhiệt độ thôi, đã không? Ngon không? Như Nguyễn biết, như Nguyễn biết tại sao mà Minh Trí tự tin ăn không? Tại sao? Tại vì Minh Trí biết là tất cả những cái dầu mỡ của ba con gà này nó đã rớt xuống dưới hết rồi. Đâu anh mở ra xem. Nó sẽ tràn xuống bên dưới hết rồi, cho nên là mình mới có thể tự tin để mà mình ăn, để cho mọi người thấy là nếu mà với cái cách chiên truyền thống á thì mọi người sẽ thấy là đó. Mọi người đây ơi, nè, nó vẫn còn đang nhiễu dầu xuống dưới, mọi người nhìn kìa, nó ngập ngụa ở bên dưới luôn. Đúng rồi mà đó. Mọi người có thể tưởng tượng là tại sao chúng ta bị béo phì, tại sao mà ăn chiên nướng về nhà bị nổi mụn đó. Rồi tại sao bị đầy hơi, béo quá không đầy hơi mới lạ đó. Đúng rồi. Rồi người lớn tuổi cholesterol quá cao, tại vì quá béo. Đúng dầu cho nên nhiều là phải thay đổi với cách thức tiêu dùng mới. Mà tại sao ngày nay không những ở Việt Nam đâu mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang muốn chuyển sang sử dụng những cái dòng sản phẩm, ví dụ như là nồi chiên nướng không dùng dầu như thế này, để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân của mình trước, rồi đảm bảo cho cả nhà của mình quây quần lại với nhau, ăn uống thoải mái những món ăn mà các bạn yêu thích, mà còn cảm thấy là yên tâm về sức khỏe nữa. Chính xác luôn. Đúng. Mà yên tâm về sức khỏe luôn quý vị ơi, với trọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi. Bởi vì không chỉ nồi chiên không dầu giúp tách bớt cái lượng dầu mỡ, mà chúng ta còn có thêm một cái nồi hấp 2 tầng luôn quý vị. Đúng rồi. Nồi hấp 2 tầng dung tích lớn lắm quý vị nha, cũng từ thương hiệu Magic, một thương hiệu rất là được ưa chuộng và phổ biến. Dung tích của cái nồi hấp này tới 5 lít luôn. 2 tầng ở dưới hấp thịt, ở trên hấp rau củ cũng được nữa quý vị. Bây giờ chỉ cần là mở ra cho quý vị xem cái phần bên trong. Wow. Bóc khỏi luôn đã chưa nè. Đó, ở cái trên này mà mình luộc lên, cái này mình thấy chấm, mình luộc bì, mình hấp, mình chấm chấm chao, khô quẹt. Khô quẹt. Ờ cũng được. Chấm chao hoặc khô quẹt. Anh này lúc nào anh cũng nghĩ tới đồ mặn. Yeah, nguyên một con cá lóc hấp nè, mọi người ơi, nhìn thấy. Và đặc biệt là tại sao chị thích với cái nồi hấp đây này là cái màu xem sắc của rau củ quả nó không có bị xỉn màu đi. Đúng so rồi. Với mà mình luộc ở bên trong cái nồi nước mà sôi sùng sùng sục á thì cái màu của rau củ quả nó không có đẹp mắt đâu. Chính xác. Cho nên bây giờ mình sẽ sử dụng cái hơi nóng để mình hấp thôi. Ừ. Thứ nhất là bảo toàn được chất dinh dưỡng, thơm thứ quá hai là màu sắc của những cái rau củ quả thức ăn đi kèm nha. Nó vẫn đó rất là hấp dẫn mọi người nha. Mọi người thấy không? Nguyên một con cá lóc ở trong này mà còn hấp được bầu nữa nha, hấp được cả cà rốt luôn. Và nồi hấp rồi nè, nồi chiên không dầu rồi, đã chọn bộ sản phẩm mà chúng tôi ngày hôm nay mang tới cho quý vị. Sức khỏe vàng mà còn tràn ưu đãi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tặng luôn cho quý vị một hộp hâm cơm điện. Hộp hâm cơm điện tức là mình bỏ cơm xong ghim mình xách đi làm, và mình có thể là ghim điện vào ten, và như vậy thì Như Nguyễn sẽ có được một hộp cơm nóng hổi ở văn phòng, dù là buổi trưa hay là mình làm cả ngày, mình tăng ca OT luôn quý vị, chấp luôn. Vẫn hâm nóng cơm và vẫn có thể thưởng thức được những món ngon rất là hấp dẫn. Như là Như Nguyễn muốn Minh Trí thử đúng không nào? Ngon, bây giờ mình đi cũng đã sẵn sàng. Và đặc biệt là nó có hai ngăn nha mọi người nha. Một đúng bên nó em chính là cái phần nữa. Cái phần canh nè, canh cùng với tôm nè. Rồi bên kia là cái phần cơm rồi gà, rau củ nè, cơm gà nè, mọi người thấy không? Mà có rất cái nắp dẫn nè, mọi người thấy không? Đậy lên. Trời ơi, bây canh, giờ xu hướng bây giờ là phải nấu cơm ở nhà mang đi làm. Chính xác. Vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả mà đảm bảo dinh dưỡng. Mà mang đến cơ quan làm việc buổi trưa thì nhiều khi mình lại sợ là không có lò vi sóng để quay. Đúng. Thì mọi người có thể tận dụng cái hộp cơm tiện dụng này, ghim điện vào để hâm nóng thực phẩm ở bên trong nha mọi người nha. Hai ngăn, một ngăn để đồ khô, một ngăn để đồ ướt, súp nè, canh nè, gia vị tùy theo ý thích của tất cả mọi người, nhưng mà mình vẫn đảm bảo cái khẩu phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng để buổi chiều làm việc một cách hiệu quả. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa đâu ạ. Mọi người nếu muốn mua cái combo này thì phải đặt hàng ngay bây giờ, bởi vì chúng tôi đang áp dụng một mức giá rất là hấp dẫn. Giá chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi quý vị nha. Quý vị hãy nghĩ xem, VTV Hyundai Home Shopping cùng với Magic ưu đãi cho quý vị lên tới 1 triệu đồng. Đúng. Bởi vì giá nhà cung cấp là 2.699.000, nhưng trong 30 phút này chỉ có 1.699.000 đồng mà thôi. Chưa tới 1.700.000 là chúng ta đã có nồi chiên không dầu 6 lít quý vị nha, dung tích rất là lớn, mà còn có thêm nồi hấp nữa dung tích 5 lít luôn quý vị, 6 với 5, 11 lít luôn, ghê không? Rồi tiếp theo mình còn được quà tặng nữa, mình có thêm hộp hâm cơm điện. Từ nay con trẻ nhà mình đi học, giữa học ở trường học thêm đã yên tâm có một phần cơm nóng hổi mẹ chuẩn bị cho rồi. Và ngày hôm nay mẹ chỉ cần chi bao nhiêu ạ? 1.699.000 đồng mà thôi, đã chăm sóc được cho cả gia đình của mình với một bộ sản phẩm vì sức khỏe đến từ thương hiệu Magic.
Vừa rồi là một loại thời gian để mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy món ăn của chúng tôi vô cùng hấp dẫn, và chúng tôi cũng đang thực hiện những cái món ăn này với nồi chiên không dầu của thương hiệu Magic, ướp sơ gia vị sẵn có bên ngoài. Vặn thời gian và nhiệt độ, chúng ta đã có ngay một cái món ăn vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa, mình chỉ muốn nhấn mạnh cho mọi người, chỉ còn vài phút cuối cùng của chương trình này mới được áp dụng giảm đi 1.000.000 đồng mọi người nha. Chỉ còn 1.699.000 đồng, chúng ta có chọn một combo vừa nồi chiên không dùng dầu dung tích cực lớn là 6 lít, vừa có nồi hấp 2 tầng của thương hiệu Magic, và tặng thêm quà tặng đó chính là một hộp hâm cơm tiện dụng cùng đến từ thương hiệu Magic Korea. Chọn một bộ sản phẩm vì sức khỏe của chúng ta đến từ thương hiệu Magic Korea đó quý vị, một thương hiệu từ Hàn Quốc mà rất là nhiều người ưa chuộng. Để phần ngày hôm nay, chúng ta có thể làm những món chiên, làm những món nướng, làm bánh cũng được luôn. Và với nồi hấp thì mình có thể làm những món ngon mà có thể ủ cả sữa chua nữa. Hấp dẫn vừa tiện dụng nè, mà còn có thể là tiết kiệm được cho gia đình của mình 1.000.000 đồng luôn nha. Nếu như mình đặt hàng trong thời gian ngày hôm nay, 1.699.000 đồng sẽ là mức giá cho trọn bộ sản phẩm này. Khi mà các cô chú, các anh chị tận dụng thời gian nhấc máy lên và đặt hàng ngay quý vị ơi, nhiều món ngon cho gia đình của mình, có thể ăn chiên, ăn xào mà không cần quá nhiều dầu mỡ nữa rồi. Tốt cho sức khỏe, tốt cho cả gia đình, lại còn tiện dụng và tiết kiệm. Tiết kiệm tiện dụng với nồi chiên không dầu của thương hiệu Magic, chiên nướng thực phẩm bằng công nghệ đốt nóng chân không Rabbit Air. Không dùng nhiều dầu mỡ, không văng dầu mỡ, không mất thời gian canh chở, không bám mùi vào quần áo và nhà cửa của mình, không còn tốn công sức nữa mọi người nha. Mà dung tích lại cực lớn để thỏa sức sáng tạo nhiều món ăn ngon cho cả nhà. Nồi hấp thực phẩm 2 tầng Magic là một sự lựa chọn mà rất nhiều mẹ quan tâm đây. Hâm hấp thực phẩm một cách nhanh chóng nè, lại giữ trọn được chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến nữa, giúp chúng ta thực hiện nhiều món ăn cùng lúc bởi vì có 2 tầng lận mà. Nhanh tay bắt kịp xu hướng ăn vì sức khỏe. Nhanh tay bắt kịp với chương trình bán hàng đặc biệt thương hiệu gia dụng vì sức khỏe Magic kết hợp cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Sức khỏe vàng, giảm thiểu tối đa lượng dầu mỡ cholesterol, giảm nguy cơ gây bệnh béo phì và tim mạch, giữ nguyên dưỡng chất tốt cho sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và tràn ưu đãi. Giá siêu ưu đãi chỉ có trong chương trình Quốc Khánh rộn ràng. Chúng tôi giảm thêm 50.000 đồng cho quý vị. Giá hôm nay chỉ có 1.649.000 đồng mà thôi. Cơ hội có hạn, đừng bỏ lỡ. Còn có thêm quà tặng là một hộp hầm cơm điện quý vị nha. Quý vị ơi, cơ hội không thể bỏ lỡ với chương trình bán hàng đặc biệt sức khỏe vàng tràn ưu đãi cho quý vị có được một thương hiệu gia dụng vì sức khỏe Magic kết hợp cùng VTV Hyundai Home Shopping, 1.699.000 đồng, đem hết tất cả những thứ trên này về nhà. Đúng về rồi. Với nhà của gia đình của mình và chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình bằng những món ăn ngon trọn dinh dưỡng quý vị nha. Như Nguyễn và Minh Trí, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, nhớ là nắm bắt ngay cơ hội này đừng bỏ lỡ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo trên VTV Hyundai Home Shopping.